trung đó nó chỉ bị bấm vô cái mã kiện đi, nó sẽ cho ra hết. Rồi ta mới hỏi là có chắc chắn muốn làm bài thi không. Ok, đấy rồi bắt đầu vô hỏi thì các chị thấy nè, để là bây giờ đầu tiên những câu này là mình chưa dọn tới, còn cái này là sao mình dọn tới rồi nè, nhưng mình chưa là, còn đây là những câu mình đã trả lời rồi, được chưa? Đúng rồi, quan trọng mình chọn lựa chứ. Nói chung nè, ví dụ như bây giờ các chị vô, các chị chọn con số 8, thì giả dụ như vừa mới vô thì toàn bộ cái màn hình này là con số 8 hết. Nó chỉ có cái câu hiện ra là câu 1 là cái câu này nó sẽ hiện màu đỏ. Vừa hiện ra thì câu số 1 nó sẽ hiện đỏ và toàn bộ màu sáng. Thì bắt đầu các chị mới đọc cái câu 1 cái gì đó thì khó quá, khó quá. Cái chị mới click qua cái câu số 3 đi, thì lúc đó cái câu này nó cũng đỏ. Nhưng mà qua câu số 3 thì câu số 3 cũng đỏ. Lúc đó phải chị đi dòng cái này, à cái này là B. Các chị thấy không? Cái dòng trọt đứng trên chữ. Nhiều người bị tình trạng thôi cô ơi. Em làm vừa hơi trơn mà sao ra được lắm hết trơn. Là tại vì sao? Cứ A, qua đây là tính đây là A. B tính đây rồi. Rồi B tính nào cô? Dòng tròn nó nằm ở phía trước hay phía sau cái chữ? Chưa. Nhưng mà cái chữ D mà người ta tính vậy thì chữ D đánh đâu? D một câu rồi đấy. Không, là ý của mà người ta đâu. Để ý. Để ý ra. Người ta nhìn vào đây nè. Người ta đánh chữ B, người ta đánh chữ B nè. Cái ta đánh vô đây, ta đâu để ý tới đây đâu. Đánh vô cái số B là thấy không? Tức là nhiều người nhanh quá, cái người quên, mình làm đẹp quá. Tập chữ B rồi đánh chữ B. Thấy không? Nhìn chữ B rồi đánh vào chữ B. Thành ra các chị lưu ý ở đây. Rồi. Mình mới đánh xong rồi là nó hiện lên màu xanh, đó là câu này là bài rồi. Nhưng mà nếu như mình tập ra cái câu này là màu xanh rồi nhưng mình cảm thấy mình chưa yên tâm thì là tôi đi ra tờ giấy câu số 2. Để làm gì khi làm xong hết rồi các chị dò lại vẫn biết được là cái câu nào mình nói là. Ủa nhưng mà nếu mình nhấp vô là nó hiện ra màu xanh là mình đâu sửa được đúng không cô? Sửa được thì nào mình bấm vô đây đó. Sau khi mình trả lời rồi thì nào mình sửa được. Mình làm hết toàn màu xanh rồi thì có những cái câu mà nãy mình nghi ngờ mình rút nó trở lại, ví dụ là câu 2 thì nó sẽ cho ra lại đúng câu 2 và cho thấy câu trả lời này là đúng mình là câu B. Nhưng bây giờ mình sửa lại câu C đi, mình sửa lại chưa một lần có thể là phải đúng quyền thay đổi cái đổi rồi thành ra cái gì cứ bình tĩnh mà làm nha. Từ từ nói chung là cái gì dễ làm trước, đọc qua một cái khó quá bỏ qua, sau đó là làm lại. Nhưng mà sau khi làm xong hết thì ba một tí rồi cái hôm nãy có những câu mà vừa mới nhá rồi cái gì đánh cái làm vô cái là bao nhiêu lúc có một hai giây và trong cái một câu á như là bao nhiêu cũng không có ba mươi bốn mươi câu ba mươi bốn mươi câu một tiếng một câu một tiếng rồi là bài chín một câu bài chín có ba mươi bốn câu lẻ mà ba mươi bốn